Chào các bạn, video này là dành cho những bạn nào mà đang học kế toán, đang sở hữu cái bộ sách bí quyết tự học kế toán, để tôi nói rõ cho các bạn về luyện những cái nghiệp vụ này thì cái bộ chứng từ kèm theo từng cái nghiệp vụ này là gì và hạch toán làm sao, cũng như ghi vào những loại sổ sách nào, đúng các bạn, cũng như ghi vào những loại sổ sách nào. Tại vì khi mà chúng ta đi làm á, khi mà chúng ta đi làm á, thì chúng ta cầm trên tay bộ chứng từ thực tế nó xảy ra, chứ không phải là những cái nghiệp vụ như thế này. Những nghiệp vụ như thế này á là những cái bạn sinh viên, các bạn mà học trong trường đại học á, thì có nghiệp vụ đây là ghi nợ có thôi. Nhưng mà khi chúng ta đi làm á là chúng ta phải có một cái bộ chứng từ hoàn chỉnh rồi. Thì bộ chứng từ đó gọi là chứng từ gốc. Từ cái bộ chứng từ gốc đó, người ta mới diễn đạt ra bằng lời như thế này nè các bạn. Hiểu chưa? Như vậy bây giờ các bạn nhìn trên từng cái nghiệp vụ này là bằng lời, thì các bạn nói bộ chứng từ gốc là gì, rồi từ đó mình hạch toán nợ có làm sao và ghi sổ như thế nào, rồi được chưa? Ok, bây giờ chúng ta vô cái nghiệp vụ A nè. Ngày 1/1 thu tiền góp vốn Mr. Long 30 triệu bằng tiền mặt. Thì cái bộ đầu tiên chúng ta nói bộ chứng từ này. Bộ chứng từ này, thứ nhất là gồm chứng từ gốc là chứng từ nào. Thì đầu tiên mà muốn mà công ty mà có một thành viên góp vốn á, là phải mở công ty. Rồi sau đó tất cả các thành viên góp vốn phải có một cái biên bản họp hội đồng thành viên, họp hội đồng quản trị, được không các bạn, góp vốn. Tức là cái biên bản nó nói rõ là từng ông sẽ góp bao nhiêu tiền vào thời gian nào, đó gọi là chứng từ gốc. Và đến đúng ngày 1/1/2015 Mr. Long góp vốn, thì cái khúc này á là Mr. Long đem tiền tới công ty, thì kế toán làm sao sẽ lập cái phiếu thu, gọi là chứng từ ghi sổ. Các bạn đã phân biệt được chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ chưa? Tôi đã có một cái video trong cái kênh của tôi, các bạn có lên đó, lên cái kênh tự học kế toán, các bạn gõ là chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ, thì nó có kênh nó nói rõ. Ở đây tôi không nói lại nha. Thì cái nghiệp vụ này, chứng từ gốc chính là biên bản góp vốn, biên bản họp hội đồng thành viên góp vốn, nói ngày 1/1/2015 thì mỗi thành viên góp bao nhiêu, căn cứ vào cái chứng từ đó và Mr. Long đem tiền tới, thì kế toán của mình á sẽ lập cái phiếu thu. Thì phiếu thu nó chính là chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ nó khác chứng từ gốc ở chỗ nào? Chứng từ ghi sổ có chữ nợ và chữ có. Thì trên cái phiếu thu này nó sẽ có chữ nợ và chữ có. Thì lập mấy liên thì hôm bữa tôi cũng đã nói rồi, được chưa? Ở đây mình không cái tập trung vô vấn đề đó nữa. Làm sao làm? Kế toán phải có một bộ chứng từ gốc, một bộ chứng từ đầy đủ của mỗi một nghiệp vụ, là gồm chứng từ gốc. Có rất là nhiều chứng từ gốc sắp theo trình tự thời gian. Và bên trên chứng từ gốc đó chính là chứng từ ghi sổ. Thì mình sẽ định khoản như sau nữa các bạn. Nghiệp vụ này ảnh hưởng hai tài khoản là tiền mặt và tài khoản góp vốn. Mình sẽ ghi nợ 1/1 có 4/1/1, rồi 30 triệu xong. Mình sẽ ghi vào những loại sổ nào các bạn? Đầu tiên ghi vào nhật ký chung của cái nghiệp vụ này. Sau đó chúng ta ghi ảnh hưởng hai tài khoản này, chúng ta ghi vào hai sổ cái. Rồi được không các bạn? Ok, có cần ghi sổ chi tiết không? Không cần. Mình mỗi một thành viên góp vốn vậy nè, mình cấp cho một người ta một cái giấy xác nhận vốn góp là được rồi. Rồi được không? Còn các bạn muốn mở tài khoản 411 góp vốn của từng thành viên cũng được, nhưng mà không cần thiết. Được chưa? Vì công ty mở có bao nhiêu người đâu, không cần các bạn. Rồi, qua nghiệp vụ số 2. Qua nghiệp vụ số 2 các bạn, tôi copy qua đây cho các bạn dễ xem nha. Nghiệp số 2 là B nè, thu tiền của khách hàng A. Thu tiền của khách hàng A do mua chịu tháng trước là mua thiếu tháng 12/2014 40 triệu bằng tiền mặt, tức là tháng 12/2014 nè là công ty đã bán thiếu cho cái khách hàng A này rồi. Được không? Tức là tháng 12 mình đã ghi công nợ rồi, thì bây giờ mình thu tiền thôi. Được chưa? Thì chứng từ gốc là gì? Chứng từ gốc ở đây
nó chính là những cái hóa đơn lần trước, được chưa? Những cái hóa đơn lần trước, đây xem xuống bài giải đây nè. Chứng từ ghi sổ là phiếu thu kèm theo chứng từ gốc là những cái hóa đơn bán hàng tháng 12 sẽ 2014 kèm hợp đồng, biên bản bàn giao và làm là mình có thể mình photo lại, rồi mình kẹp vô phiếu thu này. Phiếu thu là chứng từ ghi sổ được lập dựa trên những cái chứng từ mà lúc tháng 12 2014 mình đã bán hàng rồi và Mr. A này đem tiền tới công ty để trả, đúng không các bạn? Thì các bạn sẽ ghi nợ 11 có 131 thu tiền, ok chưa? Nợ 111 có 131 thu tiền của Mr. A này 40 triệu, rồi được chưa? Chỗ này hiểu chưa? Ở đây mình không ghi nhận doanh thu nữa nha, ghi nhận doanh thu tháng 12 rồi. Rồi được chưa? Hiểu chỗ này không? Rồi ghi sổ thì ghi nhật ký chung nè, là ghi cái nghiệp vụ này. Rồi sau đó ghi, nghiệp vụ này ảnh hưởng hai tài khoản thì mỗi tài khoản là một sổ cái nên mình ghi hai sổ cái. Được chưa? Nhắc lại nha, khi mình ghi nợ có thì mình ghi tài khoản cấp con nhất nha, cấp nhỏ nhất. Rồi. Đối với tài khoản, đối với lại sổ cái 131 nè, là nó có đối tượng ông A, ông B, ông C thì 100% mình phải ghi vào sổ chi tiết của đối tượng ông A đó của cái sổ cái 131. Tổng tất cả các sổ chi tiết theo từng đối tượng cộng lại nó phải bằng sổ cái của tài khoản đó. Rồi được chưa? Rồi bây giờ chúng ta qua nghiệp vụ số 3 nè. Đặt cọc ngắn hạn dưới 1 năm tiền thuê nhà 8 tháng là 10 triệu đồng cho chủ nhà bằng tiền mặt. Ok, như vậy làm sao? Chứng từ gốc nó chính là cái gì các bạn? Hợp đồng. Chứng từ gốc nó chính là hợp đồng. Ok không? Chứng từ gốc nó chính là hợp đồng, biên bản bàn giao nhà. Ok, mình dựa vào hợp đồng đây. Ông chủ nhà làm sao? Ông tới ông lấy tiền, đặt cọc 10 triệu thì mình sẽ lập cái phiếu chi. Được chưa? Để chứng từ ghi sổ là phiếu chi kèm theo chứng từ gốc là mớ bong bong này. Rồi trên cái phiếu chi đó mình sẽ định khoản như sau rồi đó. Nghiệp vụ này ảnh hưởng tới cái gì? Tiền mặt và đặt cọc. Đặt cọc nó là một tài khoản tài sản, vì hết cái thời hạn 8 tháng này mình sẽ thu lại nên mình sẽ ghi 2244 và đặt cọc cái quỹ nợ 244 có của 211. Rồi được không? Kế toán luôn luôn là có bộ chứng từ. Rồi từ bộ chứng từ đó mình mới hạch toán nợ có, rồi từ đó mới tiến hành ghi sổ. Ghi sổ đây ghi nhật ký chung là ghi cái nghiệp vụ này. Nhật ký chung ảnh hưởng hai tài khoản thì mình tiến hành ghi vào sổ cái của hai tài khoản này. Trong hai tài khoản này cái tài khoản sổ cái nào mà có đối tượng thì mình tiến hành ghi vào sổ chi tiết thì tài khoản 244 nè là nó có đối tượng đặt cọc tiền thuê nhà cho Mr. A, cho Mr. Thắng, được không? Vậy mình phải ghi vào sổ chi tiết của Mr. Thắng của cái tài khoản 244. Sổ chi tiết nó khác với lại sổ cái ở chỗ nào? Nó chỉ khác theo đối tượng thôi. Nhắc lại nè, đầu tiên ghi vào nhật ký chung luôn luôn như vậy. Nhật ký chung ảnh hưởng tài khoản nào thì mình ghi vào sổ cái của tài khoản đó. Sổ cái tài khoản đó mà nó có liên quan đối tượng thì 100% phải mở sổ chi tiết theo đối tượng của cái sổ cái đó. Vậy đây là sổ cái 244 nó có đối tượng là Mr. Thắng nên chúng ta phải mở sổ chi tiết theo dõi Mr. Thắng của cái tài khoản đặt cọc. Tổng tất cả cái sổ chi tiết theo đối tượng nó cộng lại của cái tài khoản 244 nó phải bằng sổ cái 244. Rồi chúng ta qua nghiệp vụ D. Đem tiền mặt đến ngân hàng ACB để gửi 50 triệu đồng. Đem tiền mặt đến gửi ngân hàng ACB. Vậy khi chúng ta đem tiền mặt tới ngân hàng ACB để gửi thì ngân hàng ACB nó xem sao, sẽ nhận cho mình một cái làm gì? Một cái giấy nhận tiền, giấy xác nhận đã nộp tiền vào ngân hàng. Được không các bạn? Nhưng mà trước khi mà chúng ta đem tiền đi thì chúng ta phải lập một cái phiếu chi.
Được chưa? Tức là chúng ta đem tiền mặt đến ngân hàng để gửi, thì bộ chứng từ của nó chính là phiếu phiếu chi, và kèm theo khi mình đem tiền tới ngân hàng rồi đó, thì ngân hàng sẽ cấp cho mình một cái chứng từ là giấy nộp tiền, được không các bạn? Giấy nhận tiền, giấy xác nhận đã nhận tiền. Các bạn nên nhớ như thế này thôi nè, làm sao biết cái nghiệp vụ đó có những chứng từ nào. Khi các bạn đi vô công ty thì 100% các bạn phải hiểu cái trình tự thực hiện của nghiệp vụ đó. Chúng ta không biết thì chúng ta hỏi. Chúng ta đem tiền tới ngân hàng chúng ta nộp, chúng ta không biết thì đến đó ngân hàng nó hướng dẫn cho, được không? Hoặc là trước khi đi alo tới ngân hàng chỉ cho ta thủ tục. Nên bây giờ các bạn không có ngại gì hết. Vô công ty muốn làm được kế toán, đầu tiên phải tìm hiểu quy trình thực hiện của nghiệp vụ đó. Có quy trình thực hiện nghiệp vụ đó rồi chúng ta mới có bộ chứng từ. Có bộ chứng từ rồi thì từ đó chúng ta mới tiến hành làm gì? Có bộ chứng từ rồi, từ đó chúng ta mới tiến hành phân tích cái bộ chứng từ đó ảnh hưởng ít nhất hai tài khoản trong đó, phải có một tài khoản ghi nợ và một tài khoản ghi ghi có. Rồi, ghi được tài khoản nợ có rồi vào phần mềm chúng ta làm thôi. Khi mà chúng ta ghi được nợ có rồi nè, thì chúng ta vào phần mềm thì tự động phần mềm nó làm hết cho chúng ta là sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết luôn. Nên cái vấn đề quan trọng nhất của người làm kế toán là vào công ty tìm hiểu quy trình thực hiện của một nghiệp vụ, nhớ giùm tôi bây giờ đó, là chúng ta sẽ làm được kế toán. Còn cái vấn đề hạch toán nợ có này nó nằm trong sách rồi, sách bí quyết tự học kế toán của ông thầy Hải Bùi. Ok rồi, thì cái nghiệp vụ này nó ảnh hưởng hai cái tài khoản là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Thì đem tiền mặt thì tiền mặt giảm, tiền gửi ngân hàng tăng, nên chúng ta ghi nợ 112 có 111 là 50 triệu, ghi nhật ký chung, ghi sổ cái và sổ chi tiết của ngân hàng ICB. Ok chưa? Vì cái ngân hàng ICB này nè, nó có đối tượng là vì cái ngân hàng này nó có đối tượng là ngân hàng ICB, nên chúng ta 100% phải ghi vào sổ chi tiết. Rồi, câu A, viết xét đến ngân hàng để rút tiền, nhập quỹ tiền mặt 20 triệu. Như vậy là sao? Chúng ta muốn rút tiền từ ngân hàng thì chúng ta alo lên ngân hàng chỉ cho ta cái quy trình. Ngân hàng kêu là hãy viết một cái tờ xét có chữ ký của thủ trưởng đơn vị đem lên ngân hàng sẽ gửi tiền cho các bạn. Thì các bạn viết tờ xét đến ngân hàng thì ngân hàng sao sẽ gửi cho các bạn 20 triệu này đem về nhập quỹ. Như vậy bộ chứng từ ở đây là gì? Nó chính là đem về nhập quỹ thì tiền mặt tăng, thì chúng ta phải lập phiếu thu kèm theo chứng từ gốc là giấy rút tiền. Giấy rút tiền ở ngân hàng, khi mà chúng ta viết xét đến ngân hàng nè thì ngân hàng đưa tiền cho chúng ta thì ngân hàng sẽ cấp cho chúng ta một cái tờ giấy là giấy đã rút tiền. Như vậy làm sao? Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc là giấy đã rút tiền. Rồi chúng ta định khoản nè, rút tiền gửi ngân hàng thì tiền gửi ngân hàng giảm, tôi ghi có 112, đem về nhập quỹ thì tiền mặt tăng, tôi ghi nợ 11. Rồi ghi sổ thì ghi nhật ký chung. Nghiệp vụ này ảnh hưởng hai tài khoản thì chúng ta ghi vào sổ cái của hai tài khoản này, 111 và 112. Và 112 đây là của ngân hàng gì? ICB, nên 1%, 100% chúng ta phải mở sổ chi tiết theo dõi của ngân hàng ICB. Được chưa? Như vậy là ghi sổ cái 1112 xong rồi thì cái tài khoản 112 này nó có đối tượng là ICB, thì chúng ta phải mở sổ chi tiết theo dõi ngân hàng ICB. Rồi, câu F, nhận tiền vốn góp, nhận tiền vốn góp bằng tiền mặt của Nguyễn Thị Kim Dương 20 triệu. Thì cũng giống như cái nghiệp vụ ở trên này thôi, nghiệp vụ F này nó giống như nghiệp vụ A thôi, không có khác gì hết. Nghiệp vụ F nó giống như nghiệp vụ A mà chúng ta đã giải rồi. Được chưa các bạn? Thì cái bộ chứng từ ở đây là gồm gì? Là biên bản góp vốn, biên bản họp hội đồng thành viên góp vốn, và Dương này đem tiền tới thì chúng ta sẽ lập phiếu thu. Phiếu thu là chứng từ ghi ghi sổ, chứng từ ghi sổ được lập dựa vào chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ sắp trước, chứng từ gốc sắp theo sau. Một bộ chứng từ hoàn chỉnh là gồm có hai loại chứng từ trong đó, chứng từ gốc có trước. Có rất là nhiều chứng từ gốc để hình thành nên một cái nghiệp vụ đó sắp theo trình tự thời gian. Dựa vào chứng từ gốc đó chúng ta mới vào phần mềm để lập một cái chứng từ ghi sổ. Thì trong trường hợp đây chứng từ ghi sổ chính là phiếu thu. Đúng chưa? Rồi sau đó chúng ta in cái phiếu thu ra kẹp trên cái biên bản góp vốn, nó trở thành một bộ chứng từ đầy đủ. Bộ chứng từ đầy đủ gồm chứng từ ghi sổ sắp trước và chứng từ gốc sắp theo theo sau. Rồi với nghiệp vụ góp vốn này nó ảnh hưởng hai cái đối tượng là tiền mặt và vốn góp. Tiền mặt tăng chúng ta ghi nợ 111, vốn góp chúng ta ghi có 411.
Sau đó chúng ta ghi sổ nhật ký chung và ghi vào sổ cái của 111 và sổ cái 411. Sổ cái 411 ở đây nó có đối tượng là Nguyễn Thị Kim Dương nè, thì chúng ta có thể ghi trực tiếp sổ chi, chúng ta ghi sổ chi tiết của tài khoản 411 cho đối tượng Kim Dương cũng được, còn không thì thôi. Tại vì cái phần vốn góp đây á, cái phần vốn góp ở đây á là nó có rất là ít thành viên chúng ta góp vốn, nên chúng ta cũng không cần phải theo dõi sổ chi tiết ở đây, được chưa? Khi mà góp vốn xong á, chúng ta cấp cho người ta cái biên bản xác nhận vốn góp là được rồi, ok không? Còn các bạn muốn theo một cái nguyên tắc giống như tôi chỉ là sổ cái này nó có liên quan tới đối tượng thì bắt buộc phải ghi vào sổ chi tiết cũng được luôn nha, cũng được chứ không có sai à. Nguyên tắc đó là như vậy, thì chúng ta muốn làm theo nguyên tắc đó là chúng ta làm, tức là sau khi ghi vào nhật ký chung xong, nợ 111 có 411 xong, nghiệp vụ đã ảnh hưởng hai đối tượng là 111 và 411, thì chúng ta ghi vào sổ cái của hai cái đối tượng này. Sổ cái nào mà nó có đối tượng ông A, ông B, ông C thì 100% phải ghi vào sổ chi tiết. Thì lúc này chúng ta có thể làm sao? Ghi vào sổ chi tiết phần vốn góp của đối tượng là Nguyễn Thị Kim Dương, ok chưa? Rồi, bạn nào mà đang học kế toán, chưa biết gì về kế toán thì muốn có một cái bộ sách tự học thì các bạn có thể đọc cái bộ sách này. Thì các bạn lên trang web đây nè, là sách kế toán.org, sách kế toán.org, các bạn bấm sách kế toán nè, các bạn đặt sách ở đây. Rồi, được chưa các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn thấy video này hay, cho tôi một lượt like, comment và share. Nhớ đăng ký kênh Tự Học Kế Toán để nhận những video mới nhất từ tôi. Nhớ bấm cái chuông nữa nha, để khi tôi mà quay video xong tôi up lên thì các bạn là người đầu tiên sẽ nhận video này. Rồi, cảm ơn các bạn.